Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em, con người của chúng ta sống trong thời gian giữa những giao điểm. Cái giao điểm từ trong lòng mẹ ra khỏi thế giới này, để rồi ra tới thế giới này với tiếng khóc oà oà, với khí thở của vũ trụ. Và cái giao điểm quan trọng thứ hai là từ cái thân xác hữu hạn của chúng ta tới tiến tới cái tinh thần vĩnh cửu ngày mà chúng ta qua đời. Giữa hai cái giao điểm quan trọng đó là những giao điểm của những ngày giao thừa, của những đêm giao thừa, và từ cũ sang mới. Tuy nhiên, những giao điểm này, từ cái giao điểm đầu tiên cho đến cái giao điểm cuối cùng, phải là những giao điểm tiến lên, cao lên. Từ thể xác phải đi tới tinh thần. Bởi vì chúng ta, cái giai đoạn, cái giao điểm thứ hai là chúng ta chỉ còn có linh hồn của mình để tiến vào trong cõi vĩnh hằng thôi. Cho nên không thể nào mà cái vật chất của chúng ta có thể kéo trì cái tinh thần của chúng ta đến nỗi mà chúng ta không thể vượt qua được. Người ta tham lam để làm gì khi mà những cá độ đá banh, rồi nhảy cầu tự tử, thậm chí người ta còn hài là có cái dịch vụ để mà đăng ký tự tử ở cầu nào nữa, để làm gì? Chúng ta được mời gọi sinh ra để sống và để sống vĩnh hằng. Đó là ơn của Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại chúng ta. Và vì vậy, mỗi một giao điểm cần phải từ từ sáng lên, sáng lên, sáng dần lên, cao lên cho đến khi mà ra khỏi cõi đời này. Và như vậy, chúng ta không chỉ có một cái mùa xuân của mỗi một giao điểm, mỗi một năm qua đi, nhưng mà chúng ta còn có mùa xuân vĩnh cửu của Thiên Chúa nữa. Và khi chúng ta mừng mỗi một năm mới này, chúng ta phải cảm thấy được rằng Chúa thương chúng ta như thế nào. Và chúng ta cần phải được biến đổi để trở nên những con người mới, mới, càng mới hơn nữa, cho đến khi mà chúng ta trở thành một ngôi sao sáng ở trên bầu trời, như là lời Kinh Thánh nói, những người công chính như những vì sao ở trên bầu trời. Và như vậy thì những giao điểm đó, những tích lũy của mùa xuân đó, mỗi một mùa xuân là một tích lũy của cái cao hơn, cái đẹp hơn, cái sáng ngời hơn, cái hạnh phúc hơn.
và được biểu lộ qua tám mối phúc thật mà Chúa Giêsu công bố cho chúng ta qua bài đọc vừa rồi. Điều mà chúng ta sẽ thắc mắc, mối phúc đầu tiên Chúa Giêsu nói ngay, phúc cho anh em là những người có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của anh chị em. Vậy đâu là cái phúc này? Cái phúc này có nghĩa là làm cho chúng ta thực sự trở nên cạn kiệt. Chúng ta ý thức được cái thân phận mỏng giòn, giới hạn, nghèo khó của chúng ta. Chứ đừng như Adam Eva nghe ma quỷ cám dỗ để rồi muốn chiếm đoạt tất cả, và thậm chí còn muốn trở nên thượng đế, trở nên thiên chúa nữa. Nhưng mà rồi Adam Eva được cái gì? Chỉ thấy mình là một con người trần trụi thôi, như lúc mới sinh ra chẳng là gì cả, chẳng có gì hết. Tất cả đều là ân huệ Chúa ban cho thôi. Cho nên chúng ta được mời gọi để mỗi một ngày làm cho cuộc đời của chúng ta được sáng ngời lên qua những giao điểm của ân huệ của Thiên Chúa. Dù chúng ta biết rằng mình giới hạn, dù chúng ta biết rằng mình có thể có tội lỗi, nhưng mà như Thánh Gioan Tông Đồ nói với chúng ta rằng chúng ta có đấng đến đã chết cho chúng ta, đền tội cho chúng ta, thì dù chúng ta có lỗi lầm, có thiếu sót như thế nào, chúng ta hãy cứ vươn lên, bởi vì mỗi một giao điểm của cuộc sống là một cuộc vươn lên, như là mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Đức Kitô cần phải được nuôi dưỡng ở trong tâm hồn chúng ta, để mà làm cho những giới hạn, những lỗi lầm, những thiếu sót của chúng ta đã được Chúa gạt bỏ đi, và chúng ta bước lên trong những cái giao điểm mới của ân sủng, của tình yêu của Thiên Chúa. Trong 18 câu đầu của Tin Mừng Gioan nói về ngôi lời là Thiên Chúa, ngôi lời ở với Thiên Chúa, ngôi lời hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời mà muôn vật được tạo thành, và điều mà được tạo thành ở nơi ngôi lời là gì? Là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho mọi người. Những lời đó mở ra cho chúng ta cả một bầu trời của hy vọng, của mùa xuân vĩnh cửu. Và Thánh Gioan còn diễn tả rằng ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta, nghĩa là đồng hành với chúng ta, hiệp hành với chúng ta. Và ngôi lời đã ở với chúng ta để mà đưa chúng ta lên từ cấp độ của một con người tội lỗi trở thành con cái tự do của Thiên Chúa, trở thành những con người mang sự sống của Thiên Chúa. Và vì thế mà nếu như lề luật của Môi-se làm cho người ta trở nên khó khăn, chỉ nhận ra được những tội lỗi của mình, thì ngược lại, con ngôi lời của Thiên Chúa xuống thế làm người để mà đổ tràn ân sủng và sự thật, sự ân sủng và chân lý trên mỗi người chúng ta. Và Thánh Gioan còn diễn tả theo cái cách của Ngài, đó là cái ân sủng đó như những lớp sóng cứ dồn dập mãi, để rồi làm cho chúng ta được vượt lên, được vươn lên, mà vượt qua khỏi tất cả những cái tâm tối của cuộc đời này và những cám dỗ thử thách của cuộc sống. Đó là cái niềm mùa xuân của hy vọng của con người chúng ta. Và vì vậy chúng ta cảm tạ Chúa, vì Chúa luôn luôn sẵn sàng mở cửa trời cho chúng ta, vì Chúa luôn luôn trở nên mùa xuân cho chúng ta và giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh, để không có ai bao giờ phải thất vọng, và để không có ai mà không thể vượt lên trên khỏi cái cuộc sống này, vượt qua cái giao điểm của cuộc đời, những giao điểm cuộc đời của mình, và đi vào cái giao điểm vĩnh cửu của Thiên Chúa, vì Chúa Giêsu Kitô đã vượt qua tất cả và đã mở ra cho chúng ta cái giao điểm cuối cùng, nơi mầu nhiệm phục sinh của người, nơi mà Ngài ban cho chúng ta tràn đầy Thánh Thần. Vậy tôi xin cầu chúc cho tất cả ông bà anh chị em, bằng cách mượn chính lời của Chúa
Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh chị em và rủ lòng thương anh chị em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh chị em. Bình an mà Chúa Giêsu nói không phải là bình an của thế gian này, mà là bình an của Thầy. Bình an đem cho chúng ta tất cả sức mạnh, tình yêu và sự sống để chúng ta sống cuộc đời này an vui hạnh phúc, và để chúng ta bước vào giao điểm vinh quang cùng với Đức Giêsu phục sinh trong mùa xuân vĩnh cửu. Amen. Chúng ta cùng thinh lặng cầu nguyện chúc.